ngày 30 tháng 4, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024, trong đó nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế của khu vực này đang trong giai đoạn ổn định và tiềm năng phát triển là rất đa dạng. Đánh giá của đại diện IMF trong cuộc họp báo tại trụ sở Viện Đào tạo khu vực của IMF tại Singapore cho biết triển vọng tăng trưởng kinh tế của châu Á Thái Bình Dương năm 2024 đã sáng sủa hơn với kỳ vọng rằng nền kinh tế của khu vực sẽ giảm tốc ít hơn so với dự kiến khi áp lực lạm phát tiếp tục giảm bớt. Cụ thể, IMF cũng đã nâng dự báo tăng trưởng khu vực trong năm nay lên 4,5%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với 6 tháng trước đó. Cũng theo IMF, tăng trưởng trong năm 2024 dù chậm lại song vẫn tốt hơn dự kiến và châu Á Thái Bình Dương vẫn là khu vực năng động chiếm khoảng 60% tăng trưởng toàn cầu.